đây xin giới thiệu với anh. Ôi cầu thủ nó sao đây? Đây anh ơi. Đấy mà đình hay không anh? Anh vào thử đá ra hữu xem nào. Mà thực sự là không thể chơi được với cái tỷ lệ này. Cầu thủ nó rất là cao và sân lại ngắn nữa. Nhớ anh em khi mà mua màn ấy thì anh em nghĩ rằng là bây giờ màn kiểu tần số quét cao hay là 21:9 ấy nó rất là lạ kỳ và nó không có cái nhu cầu gì cho người thường cả. Nhưng mà không đâu anh em nhá, nó không phải cho một gọi là bất kỳ ai cả, nó sẽ ảnh hưởng rất là mạnh mẽ tới bất kỳ thời gian nào của anh em đang chơi. Thì hôm nay mình đang có ở đây anh Minh. Em chào anh Minh ạ. Thế thì hôm nay anh Bình với cả mình sẽ trải nghiệm tất cả mọi kích cỡ màn hình, cũng độ phân giải này, về tỷ lệ này, nhiều thứ vân. Thì bây giờ anh có thể giới thiệu cho người xem là hiện tại anh đang làm gọi là về bộ môn gì đúng không ạ? Vâng, xin chào các bạn, mình là Bình Bè, một người sáng tạo nội dung về những tựa game bóng đá. Và hôm nay lại một mùa bóng nữa, nên mình đến đây để trải nghiệm những chiếc màn hình mới đến từ LG. LG, vâng đúng rồi. Thế thì anh là làm về bộ môn bóng, nhưng anh chơi tựa game gì anh nhỉ? Mình chơi FIFA 24 là chủ yếu và sáng tạo những cái nội dung liên quan đến FIFA 24. FIFA 24. Thế thì anh như thế thì ở nhà là chúng mình cũng đã từng qua nhà anh mình rồi, anh em có thể xem video ấy. Thì ở nhà anh đang dùng con màn LG gì anh nhỉ? Anh cũng dùng LG kích cỡ là 32 inch. 32 inch. Mã của nó là 850 GP. Ôi, đối với 850 là mẫu đấy khá là cao cấp đấy. Thế thì thôi, bây giờ bắt đầu cùng thử trải nghiệm với một con màn hình cực kỳ là nhỏ như này anh em nhé. Đá cái gì anh nhỉ? Hiện tại thì mình đang trải nghiệm những cái mốt chơi đối kháng chứ không phải là giả lập đâu nhá. Không phải giả lập. Đây là ôi ra ngoài rồi. Đây là đá giao hữu giao hủng gì đấy đúng không anh? Hay là nói chung đây là kiểu để anh đang đá với cả một người online bình thường đúng không? Chính xác. Với FIFA 24 mà chúng ta gọi là FIFA online, mặc dù là cũng có những cái mốt chơi offline để chúng ta có thể cày tiền hoặc là test đội hình chiến thuật, nhưng mà rõ ràng những cái mốt online vẫn là mốt hấp dẫn nhất. Chắc chắn là đụng đến game online thì phải online rồi. Đúng rồi, đội hình nghìn tỷ để đấu với nhau mà, chứ không phải là để là mình ngắm thì không đâu. Để xem là đội hình em nào ngon hơn. Anh đã chơi một lúc được khoảng 5-10 phút gì đấy rồi. Thì anh cảm thấy thế nào về cái màn hình này nhỉ? Anh thấy thế nào về kích cỡ? Anh ở nhà anh đang dùng 32, anh thấy kích cỡ này như nào? Thực ra thì một cái kích cỡ như này nó cũng không phải là bé quá, nhưng mà đúng là khi mà mình đang sử dụng một chiếc màn 32 inch rồi mình chuyển sang chiếc này thì cũng không biết là nó bao nhiêu, nhưng mà thấy nó cũng bé đi nhiều. Bé nhiều đó. Nhưng mà được một cái là góc nhìn khá là ổn. Vâng, góc nhìn về màu sắc khá là tươi đấy. Ok, thế anh có thấy kiểu ví dụ như là có khác về độ mượt so với ở nhà không? Thực ra thì với một tựa game bóng đá, để mà mình có thể cảm nhận được cái tần số quét của game nó cũng không phải là quá nhiều đâu. Đấy là chia sẻ của bản thân mình khi mà chúng ta chơi ở chế độ full màn hình ấy. Thì cái việc mà tần số quét nó chênh lệch nó cũng không phải là ảnh hưởng quá nhiều về cái mặt cảm nhận. Mình thì mình thích là màu sắc nó phải đẹp. Màu sắc phải đẹp, ok. Thế thì về cái góc nhìn cái này là ok này. Về kích cỡ thì hơi nhỏ một chút cho anh. Thế thì anh có thể đoán được là con này bao nhiêu tiền không? Con này màu mè đẹp thế này thì mình đoán là tấm nền chắc là IPF. Đâu đấy khoảng 4,5 triệu. 4,5 triệu, anh ơi. Con này có 3,5 triệu rồi anh ạ. 3,5 triệu thôi. Đây là một con màn kiểu tầm gọi là khá là cơ bản đấy. Thực sự rất là cơ bản luôn. Con này 3,1 triệu là gọi là level đầu tiên của LG rồi. Con này là 24 inch này, 75Hz này, IPS này, vân vân rất là nhiều thứ. Thì cái này sẽ giúp cho anh gọi là có thể anh em này có thể dùng cho văn phòng thôi, đa số mọi người dùng văn phòng thôi. Nhưng mà theo anh thấy thì có chơi game được không nhỉ? Thực sự thì vẫn chơi game được một cách bình thường với tựa game bóng đá nhá. Cũng không đến nỗi nào. mình hiểu tại sao mà giá thành của nó lại giảm rồi. Không chỉnh được đúng không? Không chỉnh được. Đúng rồi, cái chất này không chỉnh được. Đây là lý do của nó. Vâng, cái con màn này chỉ phục vụ cho những cái mục đích văn phòng thôi, đa số là văn phòng thôi. Nhưng mà với tấm nền IPS thì nó vẫn giúp anh em chơi game được, gọi là trải nghiệm content được. Nếu mà bây giờ anh mà xem YouTube ý, chắc chắn là sẽ vẫn rất là đẹp luôn, đảm bảo như thế. Thì bây giờ anh có muốn nâng tầm trải nghiệm lên con màn khác không nhỉ? Đương nhiên rồi, okay. Mình đến đây là để trải nghiệm những sản phẩm mới và mình cũng phải để xem sản phẩm nào phù hợp. Có okay. Thể là mình sẽ thay đổi những chiếc màn hình đang sử dụng ở nhà. Được luôn, sang này thôi anh ơi. Đây anh ơi. Thì đây là cái trải nghiệm nâng cao lên một level nữa. Thì anh nhìn trong kích cỡ cao cao này, anh đoán ra được độ phân giải với cả kích cỡ màn hình không? Đoán là ít cũng phải 32 inch. Ít 32 inch này. Ui rồi, đây xin giới thiệu với anh. Ôi, cầu thủ nó sao đây? Đây anh ơi, đấy mà đình hay không anh? Anh vào thử đá ra hữu xem nào.
Đấy, con bàn này thì nó có một cái tỷ lệ nó khá là hay ho đấy. Anh thử chơi game xem nào nhá. Quả sân đấu trông hơi hấp dẫn anh nhỉ. Cầu thủ nó cao thế này thì không biết là đá kiểu gì nữa. Thực sự đây là một chiếc màn mà anh thấy là màu đẹp. Nhưng mà sao nó lại lơ lửng này? À anh ơi, đây, con màn này nó đi kèm sẵn một cái chân anh ạ. Anh có thể kéo ra cái vào này. Con màn này chân nó to lắm, chắc chắn lắm. Nói chung là nếu mà anh mua một con chân 1 triệu hay 1 triệu rưỡi không bằng con này chân này luôn, tại vì con chân này rất là xịn luôn. Thế em phải công nhận là nhìn trông giống kiểu cái thời mà ngày trước anh em mình chơi game đá bóng trên điện thoại nhỉ. Thực sự là không thể chơi được với cái tỷ lệ này. Cầu thủ nó rất là cao và sân lại ngắn nữa. Đây, để em chỉnh cho cái này xem nó khác biệt lắm nhá. Để em tí. Đây, xem nào, anh cứ cua quẩy đây. Để em tí, đây, đợi sút nhỉ. Đây rồi, đây, anh thấy về bình thường nhá. Anh thấy ok bình thường nhá. À, như vậy bây giờ là chia. Thế thì màn hình này là tỷ lệ kiểu gì mà nó lại có thể tạo ra góc nhìn như thế này? Cái con màn này ấy, nó là tỷ lệ 16:18 anh ạ. 16:18, bình thường của anh là 16:9. Nhưng con này là 16:18 luôn. Đấy, tức là nó giống như kiểu là hai con màn nó dựng lên nhau ấy. Đấy. Thế, đấy, bây giờ anh thử đoán được xem con màn này bao nhiêu tiền. Màn hình vuông vuông như này bao nhiêu tiền? Lúc nãy cũng là một cái màn văn phòng. Bây giờ mình đoán đây cũng là một cái màn dành cho những người làm việc văn phòng đúng không? Màu mè cũng đẹp này. Lại hai cái màn chồng lên nhau thì chắc là giá gấp đôi chiếc kia đúng không? Chắc độ 7 triệu nhỉ. Anh ơi, con màn này nhá, đây là con màn LG 28 MQ780B. Thì con này là một con màn hình dual up, tức là hai màn hình ấy, màn hình tức là chia đôi ra, tức là nếu mà anh cắt đôi này anh sẽ được một con màn 21 inch và 21 inch. Thế. Và nó phù hợp cho những người nào làm để kiểu làm văn phòng là một này, nhưng mà làm đồ họa là chính, bởi vì con màn này độ phủ rất là tốt luôn. Và mức giá của nó không phải gấp đôi con kia mà nó phải gấp 4 gấp 5 lần luôn kia anh ạ. Nơi này là 14 triệu, còn tầm đấy 13 14 triệu tùy mức giá tùy ngày. Thế. Nơi khác lạ, độc lạ Bình Dương một chút cho anh. Nếu mà anh thích ý, thì anh có thể cắm như là một con màn trên này là con máy tính thôi. Anh để ở dưới là một con màn khác, anh cắm một thiết bị khác vào. Tại vì cái này có rất nhiều cổng kết nối. Thế. À như vậy là mình có thể chơi hai nick. Chứ chơi hai nick đúng rồi. Hai ông solo với nhau ở trên một ông, ở trên một ông ở dưới đấy. Đây sẽ là một cái trải nghiệm rất là mới với FIFA Live 4 mà mình nghĩ là nếu không phải là chiếc màn này thì chắc là không thể nào mà trải nghiệm được kiểu như vậy đúng không? Vâng đúng rồi. Nhưng mà với một người dùng chỉ chơi game thông thường thì mình nghĩ là sẽ không lựa chọn chiếc màn này đâu. Đúng rồi, cũng khó. Cái con màn này thì mang thường đồ họa hơn anh ạ. Hoặc là như streamer của anh ấy là một màn hình ở trên là kiểu kiểm tra chat này, một dưới này là setup gì này đấy, cái kiểu anh thấy đúng không? Anh thấy hợp lý đúng không? Nếu mà mình bố cục như vậy thì cũng có thể là trải nghiệm tốt được với yếu tố công việc. Tuy nhiên là khi mà chia đôi màn hình nha thì nó chỉ còn 21.5 inch thôi đúng không? Thế thì hơi bé. Nhưng mà đúng là hợp với những người nào mà kiểu phòng bị giới hạn về độ hoặc là kích cỡ bàn anh nhỉ? Chứ ở nhà em thấy bàn anh là bao nhiêu có 1m2 đúng không anh? Như bàn 1m2. Từ bây giờ một con bàn 32 inch, một con này nữa thì đúng là quá tuyệt vời. Nhưng mà cả hai anh em đều có thể công nhận là con màn này không dành để chơi game. Rồi, tại vì những cái game ấy nó không hỗ trợ những cái độ phân giải lạ kỳ như này là 16:18 như này. Là ví dụ như là chẳng hạn vào chơi game bắn súng ấy, hoặc là chơi game gì mà nó có hỗ trợ thì nó sẽ bị kiểu hẹp hẹp anh ạ. Nhìn chơi buồn cười lắm. Kiểu như anh thấy mỗi một khẩu súng không nhìn thấy gì xung quanh ấy. Nhìn thấy buồn cười. Thôi bây giờ anh em mình qua bên màn cơ bản hơn rồi nhá. Ok. Thấy đây là con màn 27 inch. Đấy thì về trước hết là đây là 27 inch, bật mí cho anh tí đã. Thì anh thấy anh chơi một lúc rồi anh thấy thế nào anh nhỉ? Thực sự thì anh thấy là nó cũng gần giống cái màn ở nhà của anh ấy. Thì kích thước này với anh thì anh cảm thấy là nó dễ chấp nhận hơn so với một chiếc màn 24 inch. Mặc dù anh cũng biết là về mặt kích cỡ thì bây giờ rất nhiều game thủ người ta vẫn thi đấu bằng màn 24. Vâng. Nhưng mà với mình, một người chơi game kiểu đơn thuần giải trí thôi thì mình nghĩ là màn 27 inch nó phù hợp với góc ngồi và góc nhìn của mình hơn. Thực ra là cái màn này anh cũng được spoil một chút rồi bởi vì anh thấy cái logo Ultra Gear là một cái màn hình gaming một cách đúng nghĩa rồi, đúng không? Đúng ạ. Và cái nữa thì màu mè cũng khá là tốt. Và chắc chắn tốt ạ. Chắc chắn là cái màn này là tần số quét của nó phải cao bởi vì là cầu thủ di chuyển rất là mượt, nó không có một cái chút gợn gì ở xung quanh đường viền cầu thủ cả. Mặc dù là với một tựa game bóng đá thì cái tần số quét nó cũng không quá quan trọng đâu, nhưng mà so với hai chiếc màn lúc nãy vừa mới được trải nghiệm thì chiếc này nó có cái tần số quét chắc chắn là phải cao hơn. Vâng, cái đấy anh dân chuyền nhìn phát nó bắt chuẩn luôn đấy. Thì đây là một em màn hình mới của LG.
Thì cái màn hình này là một cái màn hình là 165Hz anh ạ, 27 inch, nhưng mà nó là Full HD thôi. À, đấy, 27 inch Full HD. Đấy là nếu mà anh để kỹ, anh nhìn kỹ, anh sẽ thấy nó hơi kiểu hơi có chút gì đó mờ mờ một chút. Đúng rồi, những cái đoạn mà cut screen này, dạ, khi mà cầu thủ nó hiện to ra thì đúng là có một cái chút sự hơi rỗ. Hơi rỗ, vâng, đúng rồi đấy. Tại vì là khi đấy thì cái pixel nó bị to hơn quá. Bởi vì là bình thường 27 inch là anh em phải chơi 2K, tức là những cái dòng 850 mà như anh Bình đang sử dụng ở nhà ấy thì là hợp lý hơn. Còn 27 inch lên Full HD nó sẽ hơi bị rỗ một tí, mà anh nếu mà anh chơi nhiều, à không phải, anh chơi game là một chuyện, anh đọc text cơ, lúc anh đọc text xong là lúc đấy mới khó chịu cơ, tại vì cái này là luôn di chuyển thì anh sẽ không khó nhìn thấy hơn, còn lúc mà anh đọc text ấy, xem lướt web ấy, thì sẽ thấy rõ cái điều đấy. Thì em này đấy, em đã nói rồi là một điều nữa, đây là một em màn hình có tấm nền VR. Đấy, mà thực sự thì em cũng chưa trải nghiệm con này bao giờ đâu, nhưng mà em nhận thấy màu nó đẹp thật. Thôi à, thực sự là đây là một thông tin bất ngờ đấy, bởi vì một tấm nền VR mà nhìn nó tươi như thế này không khác gì tấm nền IPS cả. Đấy thì tại vì lúc đầu em cũng nghĩ, ai cũng nghĩ rằng là EVA đúng không, thì nó sẽ kiểu tần số quét không cao này, hoặc là nhìn trong màu nó nhợt nhạt này hay gì đấy, nhưng mà theo những gì mà anh Bình đang trải nghiệm đây thì màu sắc khá là ok, độ gọi là độ đậm nhạt cái kiểu em thấy khá là ổn đấy. Đúng, thực sự là mình bất ngờ khi mà Hoàng nói rằng là chiếc màn hình này là tấm nền VR, bởi vì màu của nó rất là tươi và nó cũng rất phù hợp với một tựa game bóng đá. Thì đây, con màn này là con màn LG 27GQ50S. Thì anh có thể đoán mức giá của nó không? Con này là 14 triệu này, con kia 3 triệu này, con này bao nhiêu tiền? Bây giờ khi mà Hoàng đưa ra một số những cái thông số là tấm nền VR này, Full HD này, tần số quét là 165 đúng không? Vâng, 165 anh ạ. Khoảng 8 triệu rưỡi. Ui anh ơi, con màn này chỉ có 5 triệu thôi anh ạ. 5 triệu thôi. 5 triệu. Vâng, 5 triệu mà bây giờ anh em phải hiểu là bây giờ 5 triệu nó đã được một trình rất tuyệt vời rồi. Màn giá rẻ của LG rất là tốt rồi, rất là cháy rồi. Đấy, và anh đánh giá điểm này, con màn này trên điểm 10 cho em xem nào. Nếu mà chiếc màn hình này có giá 5 triệu và màu sắc màu sừng như này. Đúng rồi, màu sắc tốt này, độ đáp ứng tốt và tần số quét cao nữa, thực sự là nó quá là đáng tiền ở cái mức giá này. Mình nghĩ là nếu mà để chấm điểm ấy thì nó sẽ là đâu đấy ít nhất là phải 8,5 điểm. 8,5 điểm. Em thấy hợp lý, tại vì nếu mà chỉ chấm về cái chất lượng không thôi thì mình chưa chắc nó như thế, nhưng mà mức giá tiền nó quá thấp, nó quá tốt so với cái giá tiền đấy. Và trong tầm 5 triệu của một cái màn là rất là ok luôn, thực sự rất là hợp lý. Bây giờ anh có muốn sang trải nghiệm một trải nghiệm mới không? Mới hẳn không? Mới đẹp nhá, không phải mới này nhá. Mới đẹp luôn nhá. Anh có muốn chơi không? Làm phát luôn thôi. Ok, ok. Mình đi sang đây nhá. Trải nghiệm con gọi là vương giả đấy anh ạ. Có thể nói là vương giả, em thấy con này rất là vương giả đấy. Nhưng mà em nghe nói là anh cũng đã được gọi là dùng qua rồi đúng không? Qua này rồi. Anh từng stream một chiếc màn hình 21:9, nhưng mà đấy là kích cỡ 34, chiếc màn hình cao hơn đúng không? À vâng, đây là con 38 anh ạ. Thì đây là cái mẫu 38 của R950 đây. Cái mẫu này thì có thể nói là rất cháy, rất là khủng bố. Mức giá nó cũng rất là khủng bố heo luôn. Nói chung là nó rơi vào khoảng tầm 28 triệu anh ạ. 28 triệu con màn này. 28 triệu. 28 triệu là một con giá cũng khá là cao đấy. Thì con này để em nói luôn cấu hình nhá. Là con này là 3840 nhân với cả 1600 cơ. Còn cái con 34 kia là 1440. Thế còn con này tức là nó sẽ cao to hơn một tí. Tiếp theo nữa thì sẽ có độ chính là 165Hz. Chạy ở nano IPS, tức là dùng tấm nền nano IPS, nên là anh nhìn thấy màu nó rất là sắc, đúng không? Rất là chất này. Đấy. Thế thì anh thấy cái chạy với anh đá bóng như này mà anh chơi với một con màn rộng như này thì anh thấy thế nào? Thực sự đây là một chiếc màn hình theo kiểu cinematic, thì anh em biết rồi, nếu mà xem phim thì chắc chắn là bá cháy rồi. Đúng rồi, chắc chắn là bá cháy rồi. Và cái tấm nền của nó là nano IPS và hình như là còn có cả công nghệ G-Sync nữa, vâng, tức là chống xé hình rất là tốt. Thành ra là nãy giờ chơi game thì nó cũng thực sự là nó cũng chả khác gì chiếc màn hình lúc nãy, tức là về cái độ mượt mà thì đúng là như nhau. Tại vì đơn giản là nó cũng là 165 các thứ kiểu như nhau, không khác gì. Và rõ ràng là cái hiển thị màu sắc nó tuyệt vời hơn, nó còn tốt hơn rất nhiều so với cái chiếc màn hình Ultra Gear mà anh em mình trải nghiệm lúc nãy. Với một tựa game bóng đá thì anh nghĩ là một chiếc màn với tỷ lệ 16:9 nó vẫn phù hợp hơn để anh em có thể thi đấu. Tuy nhiên thì với những người chơi tra hát thi đấu thì là câu chuyện khác. Còn với một người chơi game để trải nghiệm thì anh nghĩ là một chiếc màn 21:9 nó mang lại cảm xúc rất là tốt khi mà chơi game ấy. Vâng, đúng rồi, cảm giác góc nhìn nó bao phủ hơn. Nhưng mà tại sao người ta thi đấu người ta lại chỉ dùng 16:9 ấy nhỉ?
Anh nghĩ là nó có nhiều vấn đề, tức là thường những người thi đấu thì họ sẽ tối ưu cái khả năng về mặt sinh học. Khi mà chúng ta chơi game mà chúng ta tất cả những cái tư liệu mà thu thập vào mắt mình ấy, não mình xử lý kịp và mình không phải liếc mắt sang hai bên thì nó cũng sẽ giúp cho cái sự tập trung thi đấu nó được tốt hơn. Thì đấy là những câu chuyện dành cho những người thực sự là họ muốn tạo ra một cái gì đấy về mặt thành tích thì là như vậy. Còn những tựa game nhập vai hoặc là ngay cả trong FIFA cũng có rất nhiều mod nhập vai nhá. Có những mod mà mình có thể nhập vai vào từng cầu thủ và chơi game theo góc nhìn ngang thì chiếc màn hình mà theo tỷ lệ cinema như này lại là một cái trải nghiệm rất là hay. Ok, nói chung là đây có thể nói là một cái màn hình rất là khủng bố đây, 28 triệu, nó có thể là top rồi, màn hình rất là phương giả rồi. Nhưng mà thực ra em bây giờ em vẫn muốn một giới thiệu anh một con màn nữa. Con màn này thì nó hợp lý hơn. Anh ví dụ như anh không thích cái tỷ lệ này, một người bình thường ấy thì người ta sẽ muốn dùng 16:9 thường ấy, thì đây sẽ là con màn tối thiểu cho một người 16:9. Rồi, cùng em qua màn này nhá. Anh phải nói với Hoàng là thực ra anh thích 21:9. Anh thích 21:9. Tuy nhiên thì cái công việc của anh là livestream game ấy, và hiện tại thì các platform livestream họ chưa có hỗ trợ cái tỷ lệ màn hình này thôi. Chứ còn nếu mà sau này mà họ hỗ trợ màn hình hay là những cái thiết bị anh em xem như là điện thoại á. Bây giờ thì điện thoại thì đa phần vẫn là 16:9 này, 16:10 và một số loại điện thoại là 18:9. Điện thoại 21:9 gần như là không có. Nhưng mà nếu mà sau này một chiếc rồi. Nếu mà sau này mà cái thiết bị đó nó phổ biến để mọi người người ta có thể xem được các platform livestream mà nó hỗ trợ 21:9 thì có lẽ là anh sẽ đổi sang chiếc này. Cũng đúng. Tại vì bây giờ anh livestream 21:9 nhưng mà mọi người xem là 16:9, tức là tự dưng anh có black bar ở trên và ở dưới thì rất là khó chịu. Mà nó bị mà mình không feel được cái gì vào đấy, mình không cho cái gì vào đấy được ấy, nó bị lệch sóng ấy. Bây giờ cùng qua một cái màn gọi là streamer 16:9 anh em nhá. Ok. Em kéo nha. Đây có thể gọi là anh đang trải nghiệm qua màn nên có thể gọi là end game rồi anh ạ. End game của người thường đấy. Để anh đoán nhá. Thứ nhất là anh nhìn này. Tên cầu thủ rất là bé, chứng tỏ màn này độ phân giải rất cao, ít là phải 4K. Anh đoán đúng rồi. Cái nữa là ngay ở trên chân màn anh đã thấy dán chữ Di Sinh rồi thì nó sẽ là một chiếc màn gaming. Chắc chắn. Con này là một con cao cấp anh ạ. Thì trước đây là LG có mã là 950 ấy, tức là cao hơn mã của anh một chút. Không phải một chút, nhiều chút đấy. Mã 950 là nhiều chút đấy. Thì mã này là mã GP27GP95R. Rất là một mã cũng khá gần đây, theo như em biết là khá gần đây đây. Và sẽ có độ phân giải là 4K này, chuẩn rồi này. Nano IPS này, cũng có G-Sync compatible các kiểu là điều đó này. Xong rồi sẽ còn có tần số quét là 144 nhưng có thể ép chung lên nữa. Đúng rồi. Đấy, để ép chung lên để cho anh có thể có một trải nghiệm mượt mà hơn một chút. Anh thì anh nghĩ là nó chỉ lên đến khoảng 100 đến 120 Hz là cùng. Em vừa nói bao nhiêu nhỉ? Nó là 144 anh ạ, nhưng lên này là 160. Em nhớ là ép chung lên được 160 cơ. Thế thì cạc màn hình nào mà chịu nổi nhỉ? 4K thì chắc là bây giờ những con cạc mới 3060, 3060, 4090 các kiểu. Và chắc là mua PS về anh ạ. Chắc mua PS về là ok. Thế thì anh nghĩ là nó sẽ là một chiếc màn đa dụng để mình cắm được nhiều cái thiết bị phát vào đúng không? Vừa là PC này, vừa là máy console. Đúng. Em có thể để một bên là bộ máy tính này, một bên là con PS5 hoặc là Xbox One X nhé, thứ kiểu này. Thế thì Xbox Series. Thế thì chắc chắn là nó sẽ có cả cổng Type-C đúng không, để cắm MacBook đúng không? Đợi để tí. Em không nhớ tại vì với con màn hình này không anh ạ, con này chỉ có cổng USB để cắm gì thôi. Còn anh muốn Type-C anh lại phải giăng con màn kia cơ, con màn dual-op kia cơ. Vì kia là con màn mang tính đa nhiệm, nó mong muốn nó đa nhiệm, còn con này là chỉ phục vụ một việc cho một chút thôi. Tức là anh cắm hoặc là anh chơi PS hoặc là anh chơi PC thôi. Nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, bởi vì hiện tại với những cái cỗ máy như là PS5 hay là Xbox Series X thì họ có một cái độ phân giải là 4K và tần số quét là 120 đúng không? Vâng, đúng ạ. Thì chiếc màn hình này sẽ đáp ứng được điều đó. Màu mè thì thế nào anh? Anh thấy màu mè nào? Đây là con có thể top vào em. Còn không nào top hơn cho anh nữa. Anh nghĩ là đây là chiếc màn hình mà mình không thể chê một chút gì về mặt hiển thị của nó cả. Tức là tần số quét của nó cao mà nó lại đi cùng với một cái độ dày màu thực sự tuyệt vời. Nếu như mà những người khó tính để chỉnh sửa ảnh thì có lẽ là chỉ cần cân màu lại một chút thôi là hoàn toàn có thể làm ảnh và làm phim được rồi. Tại vì em theo như em nhiều em biết gọi là nhiều người em biết ấy, thì họ mua màn này, họ chơi game, họ có chơi game nhưng họ rất là sợ tại vì màn hình 4K thường là họ vừa chơi game họ vừa đồ họa thôi. Thường màn hình 4K sẽ là ở trong tần số quét là 60 thôi.
nhưng mà được cái màn này lên tận là 160Hz và chất màu rất là ok nữa, thế là rất là nhiều người dùng cái này để gọi là ngày làm việc đêm chơi game đấy, kiểu vậy đấy. Đấy, thế là rất hợp lý. Nhưng mà anh cảm thấy thế nào về lợi thế của 4K, anh có thấy nó ok không? Anh nghĩ lợi thế của 4K đấy là mình có thể làm những cái không gian làm việc nó khác biệt hơn, đặc biệt là những cái phần mềm thiết kế cũng như là chỉnh sửa ảnh làm phim thì đó sẽ là một cái lợi thế. Tuy nhiên về chơi game thì có lẽ là nó sẽ chỉ phục vụ những người chơi game ở những cái hệ máy console thôi. Còn trên PC thì theo như anh thấy thì chiếc màn hình này khoảng đâu đấy 27 inch thì 27 inch với 4K thì nó cũng hơi cao. 4K là nhiều quá đó nhỉ. Kiểu công nhận một điều là sẽ rất là khó để phân biệt được 4K và 2K ở trên kích cỡ 27 inch, phải lên khoảng tầm TV 4+ inch mới bắt đầu cảm thấy là rõ ràng ra được. Nhưng mà lợi thế của nó chính là đa tác vụ đúng không? Đúng rồi, đa tác vụ. Cái quan trọng là vừa chơi game được mà lại còn vừa làm việc được. Độ phân giải 4K đáp ứng cái gì cũng được. Trong tần số quét 160Hz có thể chơi được mọi game thoải mái luôn. Về cái độ mượt thì nó có giống với con này không anh? Anh nghĩ là trải nghiệm hoàn toàn tuyệt vời với chiếc màn hình này, không có một chút gợn nào. Và đặc biệt là anh không biết là nếu như có thời gian nhiều hơn hoặc là anh em Hacom có thể cho mình mượn về nhà mình test khoảng tháng, 2 tháng gì đấy thì mình sẽ tìm ra một điểm nào đấy để mình chê nó. Đấy, thế thì nói chung là bây giờ là đã trải nghiệm xong tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 cái màn rồi. Đấy, 5 cái màn thì anh cảm thấy thế nào? Đầu tiên là về con màn nào anh thích nhất? Đấy, về con màn anh thích nhất đi. Anh nghĩ con màn mà anh thích nhất thì vẫn là chiếc màn hình 21:9, nhưng mà đó là để chơi, để tức là anh để mình anh trải nghiệm thì ok. Đúng rồi. Còn để tốt cho về game ấy thì có lẽ là chiếc màn hình mà anh đã chấm 8,5 điểm cho ngày hôm nay, đó là chiếc màn hình mà nó rẻ, nó rất là phù hợp với đa phần những người chơi game và thực sự là nó cũng mang lại rất nhiều những cái bất ngờ nữa. Tấm nền VA mà màu sắc thực sự là ok. Thế nó thực sự là đúng là không, nhưng mà còn một điều nữa em muốn hỏi đấy, thế thì nhưng mà bây giờ nếu mà anh không được dùng mấy cái màn này, không mấy cái màn này đắt quá với anh đi, là anh là một người sinh viên đi, thì liệu rằng một con màn 3 triệu đằng kia, cái con màn đầu tiên anh em mình trải nghiệm ấy, anh thấy thế nào, có dùng được không, em có dùng được không? Thực ra thì với quan điểm của anh thì nếu như mà mình không có làm đa tác vụ, mình chỉ một là chọn chơi game này, hai là chọn làm văn phòng, bởi vì đấy vẫn là một chiếc màn hình với tần số quét là 75 và tấm nền là IPS nữa thì nó hoàn toàn bình thường. Thậm chí đối với anh, nếu như mà đặt vào mình là sinh viên độ vài năm trước ấy, thì có lẽ đấy là cũng là một trong những cái mơ ước của mình đấy, vừa IPS vừa 75Hz, rồi nó lại đến từ một cái thương hiệu cực kỳ uy tín như là LG nữa, thì giá rẻ nữa, tuyệt vời. Anh nghĩ là không có vấn đề gì cả đấy anh em nhá. Anh em phải biết rằng là cái việc mà mua màn ấy, việc mà lựa chọn màn hình ấy là một cái gì đó nó rất là nhạy cảm. Tức là nếu mà anh em mà mua chọn cho mình một để chơi game thì anh em sẽ cần tần số quét cao này, cần gọi là hệ hạ cao này, hoặc là nếu mà anh em muốn dùng cơ bản thì LG họ vẫn sẽ có những cái đáp ứng, những cái sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của anh em đấy. Và những trải nghiệm kiểu vương giả như đây 21:9 đây thì cũng là một trải nghiệm cực kỳ là tuyệt vời. Nếu mà anh em hứng thú với các sản phẩm của LG thì anh em có thể check được link dưới mô tả nhá. Còn nhưng mà phải công nhận là những cái màn này trái thật anh mình nhỉ. Anh Bình ơi! Anh Bình ơi! Ê anh ơi!